Kính chào cả nhà. Thư pháp Dụng Phẩm là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam xỉ, lẻ các loại bút lông dành cho thư pháp Việt, thư pháp Hán, bút vẽ tranh thủy mặc. Shop đã và đang tuyển chọn các mẫu bút lông chất lượng, giá rẻ để phục vụ thư hữu cả nước. Về kích cỡ, có bút tiểu tự, trung tự, đại tự. Về chất liệu, có bút lang hào, tức lông hoàng tử lang, dương hào, tức lông dê, kiêm hào, tức lông pha, lông tai trâu, lông thỏ vân vân. Về kích thước đầu bút, có bút đoàn phong, bút trường phong và loại chiều dài lông bút vừa phải. Sau đây shop xin giới thiệu một số loại bút lông tới cả nhà nhé. Đây là một chiếc bút lông cực kỳ thông dụng với anh em và được nhiều lớp thư pháp Việt, thư pháp Hán và lớp vẽ tranh thủy mặc sử dụng cho các bạn học viên. Đây là một chiếc bút mà có những cái thông số về kích cỡ, về chất liệu, về kỹ thuật sản xuất rất là cơ bản. Đối với anh em thư pháp Việt thì chắc không còn xa lạ gì đối với chiếc bút lông này nữa. Thì đây là chiếc bút lông Bắc Vĩ hay còn gọi là bút xà cừ. Đầu lông của nó thì làm bằng lang hào và nó có tính đàn hồi cao, khả năng thu phong tốt. Đặc biệt là những anh em mà theo phong Hoa Nghiêm và theo phong Lão Chọc thì rất là thích cái mẫu bút này. Đây là một chiếc bút lông tụ long đường, lông của nó cũng là lang hào, tương tự như là bút xà cừ thì nó cũng có độ thu phong tốt, độ đàn hồi cao và khả năng ngậm mực cũng là tốt. Đây là chiếc bút Đắc Tâm Tiểu Khải. Lông của nó là lông pha. Đây là chiếc bút Tử Hào Càn Long. Lông của nó là lông thỏ. Rất là nhiều người thích chiếc bút này. Đây là một chiếc bút Câu Tuyến. Lông của nó thì dài, cái đầu lông bút, đầu bút thì lông dài. Đây ạ, đây cũng là một chiếc bút Câu Tuyến. Như các bạn thấy đây thì lông bút của nó cũng tương đối là dài, sử dụng để vẽ tranh thủy mặc, dùng để câu tuyến á. Tiếp theo là một loại bút mà có đầu lông tương đối là ngắn, gọi là bút đoản phong. Đấy ạ, bạn sẽ thấy là chiều dài của đầu bút ngắn và lông thì đầy đặn. Ở dưới này thì còn một chiếc bút đoản phong cũng được nhiều anh em yêu thích. Bút đoản phong là bút mà có đầu lông nó ngắn, đầu cái lông bút nó đầy đặn. Đó, như anh em thấy đây. Đây là một chiếc bút kiêm hào. Ngoài ra thì thư pháp Dụng Phẩm còn nhiều loại bút lông khác mà trong video này thì cũng không thể nêu hết được bởi vì số lượng nó khá là nhiều. Ví dụ như đây là hai chiếc bút lông đại tự. Để viết câu đối, viết biểu, viết liễn tương đối là phù hợp. Đây ạ. Chiếc bên phải là bút lang hào, chiếc bên trái là bút kiêm hào. Đây là một chiếc bút lông tai trâu. Nó thuộc dòng bút trường phong, bút câu tuyến. Cho nên là lông bút của nó cũng tương đối là dài. Ngoài tác dụng là câu tuyến thì bút này cũng có thể được sử dụng để viết thư pháp.
Tiếp theo giới thiệu tới anh em một chiếc bút mà có kích thước có lẽ là lớn nhất của thư pháp dụng phẩm ở thời điểm hiện tại. Đây ạ. Chiếc bút có cán rất là dài, như bạn nhìn đây rất là dài. Đây ạ. Dài gấp 3 lần những loại bút khác, có thể là gấp 4 lần. Dùng để treo phong thủy hoặc là để viết, biểu diễn,